Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mắt thật kiêu sa, môi thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hơi đâu đắn đo cho môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cứ to, xem phim shopping, cuộc sống luôn còn bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Chào anh. Ôi, chào em. Dạ. Để anh đóng cửa lại cho. Ôi, nhà em đẹp quá ha. Dạ, cảm ơn anh. Lãng mạn nữa chứ. Anh có cảm giác anh bước vô thiên đường tình yêu vậy đó. Thiệt hả anh? Dạ. Nhà em không ai hết hả? Dạ đúng rồi, bạn của em cũng đi chơi hết rồi. Anh không, tại vì em đứng che cái cửa, định khóa cửa giùm em thôi. Dạ. Em ngồi đi, tự nhiên như nhà của em đi. Ồ, nhà em lãng mạn quá ha. Em ở mình vậy chắc buồn lắm hả? Dạ, thì cái lúc mà mình có nỗi buồn á, bạn bè bỏ đi hết, cho nên cô đơn lắm. Bạn bè là như vậy mà. Kim. Dạ. Em ở với mình rồi. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh đi bà. Đi. Anh không được đụng với tôi. Anh đi ra thôi. Đi ra. Cái mặt anh có làm gì đâu. Đi ra. Đi. Anh chưa có làm gì mà. Bỏ ra. Đừng đụng với tôi. Nè, anh làm cái gì vậy? Buông bà của tôi đi anh. Bỏ cửa ra. Kim ơi, bà bị sao vậy Kim? Trời ơi, bỏ đi. Nè, anh giỡn mà có hả? Bà làm cái gì Kim hả? Làm cái chuyện tôi á. Chưa. Ôi, Đừng. Chưa có làm gì. Ây da. Ê, khoan đã. Bây giờ lo cho bà Kim trước nè, coi bà có sao không đã. Kim à, bà có sao không nhở? Bà đừng có làm cho tụi tôi lo nha. Bà Kim, bà đừng có buồn quá nha. Cái gì á thì cứ nói ra cho tụi tôi đi, chứ đừng để trong tim. Bà mà để trong lòng á là không có ai tìm ra, là coi chừng bị tâm bệnh á. Mà tâm bệnh là chữa không có được đâu. Sao bà không có chút cảm xúc gì hết trơn nhở? Có khi nào là bà bị kích động quá xong bị đứt luôn sợi dây cảm xúc không? Ấy tao bà nói gì vậy? Vậy chứ giờ tụi mình sao giờ? Không biết nữa. Ê, tôi có một cách này. Người ta nói á, khi mà mình buồn á thì cứ nghe chuyện gì vui vô là bắt đầu cảm thấy tâm trạng thoải mái liền. Dạo gần đây á có một cái chuyện đang rất là nổi tiếng, giới trẻ đọc nhiều lắm. Chuyện hả? Tôi thấy cũng hay nhưng mà ổn không á? Không thử thì sao biết được. Trời ơi, bà thấy không? Ông nghĩ sao mà ông làm vậy? Trời ơi, hết sức. Bà thấy bà vô duyên không? Nãy giờ bà đọc chuyện cười, bà ngồi bà cười mình vậy á. Không ai bắt cười hết trơn á. Nhìn kìa. Hay là bà đổi chuyện khác thử coi. Ê, hay là mình đổi qua chuyện nữ hoàng Ai Cập đi. Ê, như bà có triệu chứng bà sắp khóc đúng không bà? Đó, hoàng đó, bà cứ nhắc cái chữ hoàng hoài. Đã là không được hoàng mà. Chết. Bà mới vừa nhắc lại á. Đừng có nói nữa. Ôi mẹ chị ơi,
Mấy cái bánh bao bằng kim đó hết rồi, để em cầm về. Trời ơi là trời, bây giờ mình chết tới chữ Hoàng nữa, em muốn chết rồi hả? Trong nhà này bây giờ cấm tất cả những cái từ ngữ nào liên quan đến chữ Hoàng. Ê, bà có nhắc bà không hả? Chết, tôi không có ý. Bánh bao ở dưới á, xuống dưới bà lấy rồi đi về đi, đừng có phiền tụi chị nữa, nhanh lên. Muốn để em coi. Coi cái gì? Nhiều chuyện nữa. Chị, mấy cái bệnh tâm lý kiểu này á, em chữa một phát một. Cái gì? Bà Hoa, cái ngành của em học thì liên quan tới ngành y hả? Hôm trước ấy em mới học về cái gọi là sự tác động của con lắc đến hệ thần kinh. Đó, các chị đã bao giờ nghe đến gọi là thuật thôi miên chưa? Thôi được rồi, được rồi, ba Hoa nó đi về nhanh lên nha. Ê bà, hay là mình để cho nó thử đi. Người ta nói hả, có bệnh thì giái tứ phương. Nhưng bây giờ chị giái em, chị tin em. Trời ơi, chỉ có chị Xuân hiểu em thôi. Nó là em của tôi mà Xuân. Cứ cho nó thử đi, biết đâu có hiệu quả. Thế á, các chị chờ em một lúc nhé. Cái thằng này, bà này, chị Kim. Khi nào mà em nói nhắm mắt thì chị hãy nhắm mắt lại và nghe theo giọng nói của em. Nhắm mắt lại. Từ từ thôi. Hãy nghe theo những hình ảnh mà em sẽ dẫn lối chị đi. Chị có thấy xung quanh cuộc đời mình đang toàn là màu hồng, những cánh chim trắng đang bay lạc đàn ngoài kia, nhưng mà chúng vẫn rất vui vì có nhau đùm bọc về tổ. Chị ấy như những cánh chim trời ngoài kia đi, bay đi, tự do đi, tìm đến chân trời mới, nơi mà chị không phải lo lắng về điều gì cả. Tỉnh dậy đi chị Kim. Xuống là cưng không có yên với chị đâu, nghe chưa? Lần sau bỏ cái tập lên danh đi. Ê bà, hay là mình báo cho gia đình của Kim biết đi, để gia đình của bà còn giúp bà chứ. Khùng mà, đâu được đâu. Cái chuyện này á chỉ có tụi tôi với lại bác sĩ Phú biết thôi. Kim đâu muốn gia đình nó biết. Bác sĩ Phú? Sao tôi không nghĩ ra ta? Thế như mọi người kể á, thì đây là cái khó, tôi không làm được. Tại sao? Cái này là tâm bệnh, tôi là bác sĩ phụ sản. Tâm bệnh và phụ sản là hai cái hoàn toàn khác nhau, ngoài khả năng của tôi. Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ kiếm một bác sĩ giỏi về tâm lý, chữa trị cho Kim. Nè, anh nói vậy làm sao mà nghe được? Anh là người duy nhất biết được tất cả bí mật của ông Kim. Bây giờ anh nói là anh gọi người khác, lỡ như người khác biết được bí mật của ông Kim, làm sao mà nó chịu đựng được? Nhưng mà tôi nói không được là không được. Thôi, xin phép. Khoan đã, người ta nói á, bác sĩ á là sẽ cứu bệnh nhân. Kim nó cũng là bệnh nhân của anh, mà sao anh bỏ mặc nó vậy được? Đúng rồi đó. Bây giờ anh thích về thì anh về đi. Nhưng mà theo tôi được biết là hình như anh thích Kim mà. Tại sao anh không giúp được gì cho Kim hết trơn vậy? Được rồi. Tuy là ngoài khả năng của tôi, mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô dẫn Kim xuống đây đi. Được rồi. Hay cô ra ngoài đi, để tôi lại tôi khám cho Kim. Cái trò đội bác sĩ này có tin tưởng được không vậy? Yên tâm đi, tôi đã gọi ổng là có lý do mà. Mà lý do gì? Tôi là người mới có biết đâu. Nhiều chuyện quá, đi. Rồi, ngồi lên đi. Ngồi lên. Ngồi lên. Ngồi lên. Ngồi tươi lên. Tôi sẽ làm cho cô cười bằng được. Hmm.
Điều trị xong rồi, cái cô vô đi. Cuối cùng thì Kim cũng đã quay trở lại rồi. Chúng ta mở tiệc ăn mừng thôi. Bác sĩ cô rất là thiên tài. Ủa, thấy có gì thay đổi đâu, mặt cũng y như lúc nãy mà. Ủa, anh điều trị cho Kim xong rồi đó hả? Đó, xong rồi đó. Xong nào? Tôi khuyên cũng gãy lưỡi luôn, cơ mặt không chết. Tôi bác sĩ cũng bó tay, tôi về. Trời đất ơi, thôi tôi về. Anh mất đồ quá à. Nào, anh là bác sĩ á hả, làm sao mình như vậy được. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm chứ. Đúng. Gì vậy? Gì An ốc tôi đâu vỏ. Tự nhiên tôi phải chịu trách nhiệm là sao? Mấy người kỳ quá, tôi đi. Thì ra là mày. Mày làm em tao có bầu đúng không? Có bầu, có bầu hồi nào? Anh ai vừa nói ăn ốc quả vỏ? Không phải mày thì lần nào? Không phải. Tụi mày sẽ chết với tao. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Tao kêu mới là bà phải giúp em cho nên mới bị người ta hại thôi. Cái gì? Đúng rồi. Cô là ai? Kim. Em bị sao vậy? Kim. Ai làm cho Kim ra nông nổi vậy hả? Kim ơi! Quậy lên luôn á, giận sao? Kim! Kim ơi! Kim! Tôi sao không nói gì là sao? May quá! May quá! May quá! Yeah! Cái gì xém thì quýnh mà còn kêu may nữa. Tôi tìm được liệu pháp trị bệnh cho Kim rồi. Hả? Thiệt hả? Gọi là sức mạnh tinh thần. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta